chào đón thí sinh Ngô Tiến Minh. Ngô Tiến Minh với số báo danh là 4343. Ngày hôm nay sẽ đến với phần dự thi một liên khúc Dạc Cổ Hoài Lan và Đêm Gành Hào Nhớ Điều Hoài Lan. Cả hai ca khúc này đều được sáng tác bởi hai cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và Vũ Đức Sao Biển. Một tràng pháo tay thiệt lớn và thiệt kêu cho thí sinh Ngô Tiến Minh. Từ là từ trọn như
tiếc một dần trăng. Giờ tóc pha sương qua ganh hào tiếc một dần trăng. Xe ô xe ô liêu phàng, liêu phàng xe ô xe ô, xe ô xe ô liêu phàng, liêu phàng xe ô xe. Là nguyện với trời xin chứng giám lòng tôi, nơi góc biển giang trời mong người đặng Ngô Tiến Minh. Và cảm ơn tất cả các dancer của đoàn vũ Việt Cầm. Anh nghe cái bài này rất là nhiều lần, nhưng mà anh nghe nó là xe u xe u liêu phạn hả? Nó là cái... Dạ cái đó là ngũ cung bên bên ca tài tử, là hò sự sang xe cống. Nhưng sau này khi biến thể từ Già Cổ Hoài Lan nhịp 4 sang nhịp 32 thì người ta thêm 2 nữa là hò sự sang xe cống quan liêu. Còn chữ phàn là bên bên nhạc gần giống như là bên nhạc tài tử mà ca cách theo kiểu mà Hồ Quảng ấy. Anh hỏi vậy thôi chứ anh cũng không biết em nói gì đâu. Em hỏi cho biết mà, trời ơi sao năm vậy giám khảo cười vô mặt em chứ. Xin mời giám khảo Y Lan. Chị đừng có, em hỏi cho biết. Dạ em biết chưa? Dạ em... Dạ. Em vẫn chưa biết. Em về em coi YouTube rồi từ từ em tìm hiểu sao. Chị nói thiệt với em, không phải một mình em mà chị cũng tịt luôn ở dưới này. Trời ơi, chị cười quá, tổ đó chị biết. Chị cũng tịt luôn. Chị cũng tịt luôn. Chị không có chuyên về dòng nhạc dân gian của miền Nam. Yeah. Thành ra chị không được dành. Nhưng mà chị chỉ biết một điều là nó quá xúc động. Trong cái bài trình diễn vừa rồi, trước tiên là phần dàn dựng là quá đẹp, và đặc biệt hơn hết là cái phần cuối cùng này, các em mặc áo dài mà đông ha, bốn cô lận rồi lại kéo cả đà cái đèn lồng. Dạ, đèn lồng. Trời ơi xúc động làm sao, đẹp làm sao. Ngay cả giọng hát cũng vậy, thành ra cô khen cái phần trình diễn của con. Ok. Rồi okay. Cảm ơn cô. Rồi, nếu mà hỏi về ca sĩ thì dạ chúng ta trong đây có hai ca sĩ. Dạ xin mời ngay ca sĩ Johnny Dũng. Anh Dũng rất là thích cái giọng của em. Giọng hát rất là control, giọng hát ấm dày, vừa bén vừa đủ độ vang. Và ca cái đơn ca tài tử không phải là dễ, và chứng tỏ rằng là cái bản lĩnh của em rất là cao. Để đứng như vậy phải gọi là rất là cao, là một ca sĩ thực thụ đối với anh. Cho nên chúc mừng em thành công tuyệt vời. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Số điểm của giám khảo Johnny Dũng 9 điểm. Một cái 9. Rồi, nhận xét của một ca sĩ nữa. Xin mời ngay giám khảo Minh Tuyết. Thực sự là Minh Tuyết biết bài hát này và có thể hát được chút chút trong bài hát này, bởi vì chị Cẩm Ly hay hát bài này. Cho nên cũng hiểu về bài này cũng khá là nhiều. Cho nên hồi nãy lúc mà Tiến Minh biểu diễn thì Tuyết có ngồi dưới đây và Tuyết hát theo, bởi vì Tuyết cũng thích, rất là thích bài này. Có thể nói nếu mà base trên cái bài hát này thôi á, và ngày trình diễn hôm nay á, là Tiến Minh đã làm không có một lỗi gì trong cái bài hát này để mà Tuyết phải phê bình. À, lúc khác em thấy chị hát theo cái câu mà xe u xe u liêu phạn, tức là xe u liêu phạn liêu đã nói quanh. Dạ đúng rồi. Chị Tuyết ơi,
Dạ, nếu mà mình không có tìm một cái lỗi nào nữa để mà mình phê bình đó, và mình cho số điểm luôn đi ạ. Minh Tuyết sẽ cho bạn một cái điểm tối đa nhất, đó là điểm 10. Thì chúng ta là em là người đầu tiên lấy được điểm 10 của chị. Xin mời ngay giám khảo Đồng Sơn. Không, thật ra thì với tiết mục này thật sự anh cũng không có muốn nói gì nhiều. Anh nói thật với Tiến Minh là anh cảm ơn em đã đem tới một cái tiết mục rất là đa dạng và rất là màu sắc cho cái chương trình The Neo Voice. Nội cái đó không thôi đã làm cho anh rất là vui lòng rồi. Và anh thú nhận với em một điều là hôm nay anh mới nói thật là mỗi lần em biểu diễn, anh đều có một cái sự khó khăn trong cái sự mà đi vạch lá tìm sâu những cái lỗi của anh. Đặc biệt là ngày hôm nay là cái ngày khó khăn nhất của anh. Anh tìm hoài mới ra được có một chỗ, đó là cái câu em hát là nơi góc biển ven trời. Em hát bị trên một chút xíu thôi, chỉ vào chỗ đó thôi, còn toàn bộ là hoàn hảo. Bởi vậy khỏi phải nói, số điểm của anh sẽ là tuyệt đối 10. Wow, 2 con 10. Mời nghe giới thiệu Thiên Nguyễn. Anh ơi, 9 điểm 75. Cảm ơn anh. Không nói gì luôn, 9 điểm 75. Em có 2 con 10, 1 con 9 của Johnny Dũng. Em có một cái 9.75 từ giám khảo Y Lan. Xin cảm ơn. Anh không có kịp để cộng là nó bao nhiêu, nhưng mà anh biết em đã được ngang nhiên bước vào vòng chung kết. Xin cảm ơn giám khảo rất nhiều ạ. Dạ, xin cảm ơn. Wow, xin chúc mừng Tiến Minh, người thi cuối cùng của đêm hôm nay. Mà số điểm là có vụ hơi rung tung đó nha. Anh Tâm anh cộng là 1 con 10, 8 con 10, 9 con 10. Rốt cuộc sao anh không có chịu lấy cái máy tính ra cộng là bao nhiêu? Thật ra là cái số điểm của Tiến Minh là bao nhiêu? Em nghĩ cái số điểm của em là 2 cây 10 là 20. Đếm từ từ, 2 cây 10 là 20. Rồi 1 cây 9. 1 cây 9, là vậy là thành 29. 20 cái kia là 9.75. 9.75 là 38.75. Ừ. 38.75 với lại 75 nữa đi là 38 là 39.5. Với lại 9 nữa là 48.5. 48.5 vậy là được vô vòng chung kết rồi đúng không? Dạ. Tại vì á, ban giám khảo là chỉ cần 46 là có thể đi thẳng qua vòng chung kết rồi. Dạ. Nói đùa với lại Tiến Minh, thật ra là khi mà nghe số 975 rồi số 10 là bảo đảm là chắc là sẽ được đi vào vòng kế rồi. Ở hôm nay đó, cái dàn dựng sân khấu của Tiến Minh và các bạn trợ diễn á, nó đẹp lắm. Có phải là mấy cái bạn diễn đó là nằm trong cái công đoàn múa Tiến Minh phải tốn tiền thuê họ hay không? Nói chung là như thế này, tại vì thật sự là cũng nhờ bên vũ đoàn Việt Cầm là chỗ thầy Luân Vũ á, thật sự là Minh lúc đó là mình đang ở Việt Nam mà mình muốn là mỗi một cái vòng thi mình muốn mình nâng cấp lên một tí xíu cho khán giả có cái gì lạ để coi. Thì khi đó thì mới liên lạc với thầy, thì thầy nói là ok thì cứ làm đi, rồi tiền bạc hay tính sao. Thầy cũng không có nghĩ là sẽ tính tiền bạc nữa, thì cứ tính sao đi, cho nên là nghĩ là hỗ trợ thôi thì nghĩ vậy. Wow, nhưng mà rất là đẹp. Tốn bao nhiêu thời gian mới ra được cái ý tưởng múa như vậy, và quần áo, lồng đèn? Thật sự cái ý tưởng thì em có nói sơ cho thầy Luân Vũ, thì thầy bên đây thầy dựng, em gửi bài qua thầy dựng xong thì em chỉ có đúng một tiếng đồng hồ ngày hôm qua là em ráp với lại vũ đoàn thôi. Wow, có nghĩa là ý tưởng sân khấu là do thầy đã làm chuẩn bị trước rồi, và em chỉ có một tiếng đồng hồ để mà ráp rơ với lại cái kịch bản của thầy mà thôi. Đúng một tiếng thôi mà nó có ra đến cái màu sắc như thế này. Hiện tại bây giờ là em đang rất là mừng, em đang rất là mừng, rất là vui sướng. Và hy vọng rằng quý vị hãy theo dõi The Neo Voice và ủng hộ cho tất cả các thí sinh vòng chung kết tiếp theo. Và thật sự vòng chung kết tiếp theo thì lại là một màu sắc khác hoàn toàn của mình, với một có thể là mình giấu lại một tí xíu, nhưng mà ý mình nói là vòng tới đúng vòng không? Chung kết. Vòng tới. Khai ra luôn đi, nó sẽ như thế nào? Mình sẽ làm một cái bài hát nói về phận đời của người nghệ sĩ với 7 bộ môn nghệ thuật trên sân khấu luôn. Có nghĩa là trộn lại hết tất cả 7 bộ môn lại trong một tiết mục đó. Trong một bài hát. Nó gồm có điện ảnh, kịch nói, sân khấu, tuồng, nhạc, múa và xiếc. Trong một tiết mục đó là độ khoảng chừng 5 phút. 5 phút 32 giây. Mà phải gom hết tất cả những cái việc đó. Có cảm thấy nó hơi mạo hiểm cho phần thi không? Thì đó là mình đang nói với thầy Luân Vũ là đang làm tiết mục đó. Thì ngày mai là cái ngày sẽ gặp ban tổ chức xong, thì mình sẽ gặp riêng thầy và sẽ ngồi lại và sẽ định hình lại cái tổ hợp như thế nào. Thì cái nào mình cảm thấy mà mình có thể làm được thì mình sẽ làm. Nhưng
trên tinh thần là cố gắng try the best cho tất cả mọi thứ để gửi đến quý vị một bài có nó thể phải là ấn tượng. Nó phải ấn tượng tại vì đã là vòng final rồi thì mình muốn là một cái bài hát của mình sẽ giống như là một cái MV từ The Nail Voice. Tại vì sao The Nail Voice mình được rất rất nhiều, cho nên là mình muốn lấy cái này cái chỉnh chu dạ để gửi đến tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ The Nail Voice cũng như là ủng hộ riêng cho Tiến Minh trong thời gian vừa qua. Một lần nữa xin chúc mừng Tiến Minh. I am so excited. Không biết là vòng chung kết nó như thế nào, nhưng mà nghe cái màu sắc của Tiến Minh mới vừa khoe thì Hùng Lê Hùng tin chắc lại là một trong những tác phẩm rất là đáng để mà theo dõi. Xin quý vị tiếp tục theo dõi cái kênh của chúng tôi The Nail Voice mùa 2 với YouTube. Nhớ subscribe nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn quý vị hãy luôn ủng hộ The Nail Voice. Cảm ơn rất nhiều. Bye.